Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối của cái khu trưng bày cây cảnh của chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập quận Long Biên ở khu đấu giá Vincom Long Biên. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nhưng mà đấy quý vị ạ, 10 ngày trưng bày thì theo ghi nhận đánh giá của Mạnh, đây là cái gian hàng chợ cây đẹp nhất, gian hàng chợ cây đẹp nhất mà Mạnh đang quay cho quý vị và các bạn, của ông anh kia không biết là ở Hải Dương hay gì ấy. Tí nữa Mạnh vào Mạnh xin số điện thoại, Mạnh sẽ ghi lên đây cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn nào mà có thích cây nào thì liên hệ với anh ý nhá. Đây à, tất cả những cái cây mà anh em bày bán ở triển lãm này thì cái cây ở cái gian hàng này là đẹp nhất đấy. Rất là nhiều cây đẹp quý vị ạ. Cây này là cây xanh trực, anh ấy hạ ngọn xuống làm theo cái lối mới lùn lực. Ở đây anh ấy có cây nguyệt quế này quý vị ạ. Ăn vậy mà không ăn được. Đấy, cây nguyệt quế này rất là hay nha quý vị nhé. Quý vị nào mà có muốn mua thì liên hệ ông anh nhé. Số điện thoại tôi sẽ ghim ở trên ở đầu cái video để cho quý vị và các bạn có muốn mua thì cứ alo số điện thoại đó. Đây quý vị và các bạn nhìn một cây si cổ. Một cây xanh Nam Điền đang làm kiểu lùn lực ba vai. Cái này là cái gì không biết quý vị ạ. Trông rất là nét nghệ thuật nhá. Đây quý vị nhìn quái chưa này. Bên này là một cây xanh quê rất già. Đấy, vừa bán hàng vừa nghe nhạc phê ông quý vị. Một cây xanh quê phải nói là cực kỳ già nhé. Già muốp à, trắng nõn quý vị ạ. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cây lộc vừng.
quý vị và các bạn thấy được không ạ? Một cây lục vừng rất là đáng để mua đấy ạ. Đây quý vị và các bạn ngắm bộ bệ này. Cây lục vừng ba thân. Cây vừa mới chút hết lá. Đây giới thiệu với quý vị và các bạn là một cây xanh bám đá. Về mặt trước này quay cho quý vị và các bạn xem nhé. Rồi, giờ mình sang cái khu bên cạnh đây. Mình quay tiếp những cái cây ba cái bày bán này cho quý vị và các bạn. Có một cách ấy, có một cách rất là dễ để quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với anh chủ cây, đó là quý vị và các bạn nếu mà có số điện thoại rồi, có Zalo hay là Facebook của anh ấy rồi ấy, thì quý vị và các bạn liên hệ qua Zalo hay là Facebook thì nó sẽ rất là dễ. Quý vị và các bạn chụp hình lại cái cây đấy, gửi qua Zalo cho anh ấy. Gửi qua Zalo cho anh ấy đó là liên hệ mua rất dễ luôn. Đây giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cây si. Đều làm theo hướng thu lại, làm theo hướng lùn lực. Anh ở đâu ấy? Em ở Nam Định anh ạ. Ở dưới Nam Định à? À anh ở dưới Nam Định quý vị ạ. Đây giới thiệu với quý vị và các bạn một cây si à. Tuyệt vời không quý vị? Đây nha, tôi quay cho quý vị và các bạn phải nói là cực kỳ chi tiết.
này giới thiệu với quý vị, đây là cây rành rành, đầu này hơi ngược sáng rồi. Cây này là cây gì? Cây hoa dâm bụt thì phải. Cây nhìn rất là quái. Cây này là cây cây ngọc 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 bút. Đây là cây hoa nhài à. Mặt này hơi ngược sáng, hơi khó nhìn. Quay về mặt này cho quý vị và các bạn xem. Đấy, trong tất cả các gian chợ thì gian hàng này của bác đây là phải nói là gian hàng rất là nhiều cây đẹp, đẹp nhất đấy. Đấy, tôi quay mặt này nó không bị ngược sáng nên là quý vị là cũng nhìn được. Đây là cây duối. Rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cây sung này. Một cây sung này nó là rất là đẹp luôn. Nhiều các anh em lên trên này quay video nhưng mà không để ý là cái gian hàng này của bác ấy nhiều cây đẹp như thế này. Để giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cây si. Rất là nhiều cây đẹp mà không để ý. Đây, gian của anh ấy đến đây là hết. Đây quý vị và các bạn nhìn cái cây mẫu đơn này, gốc mẫu đơn này. Đây quý vị nhìn về đây. Đấy, tuyệt vời chưa? Cái này không đẹp thì còn cây nào đẹp nữa. Đấy, đệ mẫu đơn này. Quá mịn màng luôn. Đây quý vị ngắm xanh này. Quá giả. Đây quý vị và các bạn xem gốc mẫu đơn này. Đầu này hơi ngược sáng nha. Mạnh về mạnh đầu, mạnh về đầu này mạnh quay cho quý vị và bạn nhìn này. Gốc mẫu đơn này quá phê luôn, già. Đây anh ấy còn gốc mẫu đơn nữa này. Cây này không mua thì còn mua cây nào quý vị? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Cây xanh Nam Điền.
Cây này là cây lộc vừng. Đấy, như vậy là Mạnh vừa mới làm một cái video Mạnh gửi tới cho quý vị và các bạn, gọi là cái góc gian hàng chợ đẹp nhất của ở cái khu trưng bày cây cảnh Vincom Long Biên 2020 đây. Nếu mà quý vị có kết ưng cây nào thì quý vị liên hệ với ông anh số điện thoại bên dưới đây nhé. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ cho Mạnh Bonsai trong suốt thời gian vừa qua. Mạnh xin được dừng cái video ở đây. Một lần nữa Mạnh xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.